Hôm nay, ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam, nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gửi những lời tri ân, động viên tới các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý giáo dục, những người làm trong ngành giáo dục. Trong tâm thư gửi các thầy cô giáo trong cả nước, Bộ trưởng nhắn nhủ các nhà giáo cần nói với học sinh về giá trị của sự bình yên, làm giàu thêm cho học sinh lòng xót thương, đồng cảm và sẻ chia, lòng biết ơn và tinh thần sẵn sàng hy sinh. Theo ông Sơn, sức mạnh vô địch của một cộng đồng chính là sức mạnh của tình yêu thương của con người bức thư có đoạn viết cũng chính trong cơn hoạn nạn, trong cuộc sống cam go chống lại dịch bệnh, chúng ta lại thấy sáng lên những giá trị cao đẹp của toàn thể con người và của đồng bào người Việt Nam ta.